Xin chào, xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với năm tổ hợp chính để múa bài đất nước, một bài quay kết hợp rất là hay nhé. Link của bài múa cùng hướng và tập chậm mình để dưới phần mô tả, nhấp vào chữ xem thêm là có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái đoàn dạo nhạc đầu bao gồm 3 câu tám sáu sáu Động tác tay rất là dễ cho nên chúng ta sẽ tập luôn nhé. Rồi, 2, 3. 1, 2, ba 3. 4 5 6 7 8 tiếp tục 2 2 3 4 5 6 3 2 3 4 5 6 đưa tay về như thế nha. Rất là dễ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 1 bao gồm 4 câu là 4 câu nhạc 8. Động tác thì cũng rất là dễ nhé. Chúng ta sẽ đi à, 2 câu đổi tay nhé. À, chân thì giống nhau như thế. Đó, rồi chúng ta đưa tay lại. Sau đó chúng ta sẽ đưa qua ở bên, bên này. Rồi như thế này. Chúng ta sẽ đưa lên. Đó, rồi như thế này. Rồi chúng ta sẽ đưa lên. Đó, như thế là hết nha. Rồi, chúng ta tập luôn nhé. Bốn câu nhạc 8. Rồi, hai câu chân phải hình quả trám. 2 3 1, 1 2, 2 3 4 5 6 7 8 tiếp tục. 2 2

Sáu, 7 8 rồi. Đó như vậy nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu 10 nhịp là tổ hợp số 2 nha. Rồi, à, về động tác thì cũng dễ thôi, chúng ta đi lên, rồi lại đi xuống, rồi bung tay ra. Đầu chúng ta tiếp tục bốn nhịp nữa là 10 nhịp nhé. Rồi, chúng ta đi ha. Chân phải đi lên, 1, 2, xuống, 3, 4, 5, 6, chân phải tròn 4 nhịp, 7, 8, 9, 10. Đó, như thế nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 3, bao gồm 4 câu, 3 câu 6 và một câu 10 nhịp. À, à Chúng ta sẽ đi như thế này. 2 3 1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 3 2 3 4 5 6 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó. 10 là chúng ta xoay sang bên bên trái rồi nha. Yeah. Chúng ta sẽ tập luôn nhé. Tay phải chúng ta ở trên.

8, 9, 10 Đó, như thế Đơn giản như vậy thôi nha Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 4 Bao gồm 5 câu 6, 10, 6, 6, 10 như thế này 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 3, 2, 3, 4 5 6 4 2 3 4 5 6 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Ta tập luôn nhé. Chúng ta đang quay sang bên trái 90 độ nè. Chúng ta sẽ đi bắt đầu từ mặt này. Và tay chúng ta chúng ta sẽ vuốt tay lên như thế này. Đó, tay chúng ta như vậy nha. Nha, rồi, chúng ta sẽ đi nè. Rồi 2, 3, chân phải, 1, 2, 3, chân trái, 4, 5, 6, tiếp tục chân phải, 2, 2, 3, chân trái, 4, 5, 6, rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi tiếp 4 nhịp tròn, chân phải, 7, 8, 9, 10, rồi, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Đưa chân phải lên, tay phải nè. 3 2 3, chân trái lùi về. 4 5 6, chân phải. 4 2 3, chân trái lùi về. 4 5 6, tiếp tục chân phải. 5 2 3, chân trái. 4 5 6 chân phải tròn 7, 8, 9, 10 Đó như thế Bây giờ chúng ta sẽ ráp hết lại 5 câu này thành tổ hợp số 4 luôn nhé Rồi Tư thế đang quay bên trái như thế này Rồi chân phải 1, 2, 3 Chân trái 4, 5, 6 Chân phải 2, 2, 3 Chân trái

8 9 10 Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 5 bao gồm 3 câu 6 8 12. Đại loại như thế này nhé. 2 3 1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, chúng ta sẽ tập luôn nhé. Câu này thì hai câu đầu chúng ta sẽ đi trước nè. 2, 3. 1, 2, 3. Đó, quay sang đây rồi. Tiếp tục chân trái. 4, 5, 6. Đó, lại quay tới phía trước, lại quay ra sau đó nha. Rồi, tiếp tục chân phải. 2, 2, 3. Chân trái lùi. 4, 5, 6. Rồi, chân phải tròn sang trái tới trước. 7, 8. Rồi, 9, 10. Đó, như thế. Chúng ta đi lại hai câu này nhé. 2 3 chân phải 1 2 3 chân trái 4 5 6 chân phải 2 2 3 chân trái 4 5 6 chân phải tròn trái 7 8 9 10 rồi chúng ta tiếp tục đi câu số 3 nè 3 2 3 4 Đó Tiếp tục Tay trái đưa xuống Rồi chân phải 5 6 7 8 9 10 11 12 Tay phải đằng lên tay trái Đó như thế Ta đi lại câu số 12 nhịp nhé Câu 3 rồi 2 3 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rồi Bây giờ chúng ta sẽ nối hết ba câu này thành tổ hợp số 5 luôn nha Rồi Chân phải 2 3 1

8 9 10 11 12 rồi. Với tư thế này chúng ta sẽ đi luôn tổ hợp vặn nhạc ở giữa luôn cũng rất là dễ nhé. À. Chúng ta sẽ đi luôn 2 3 1 2 chờ nhạc. Tiếp tục 3 4 đó, như thế, chúng ta đừng có đưa lên cao nó sẽ che cái mặt nha. 4 như thế này thôi, rồi. Tiếp tục nè. 5 6 7 8 9 10 Tiếp tục. 3 2 3 4 5 6 4 2 3 4 5 6 đưa tay tới trước như thế. Rồi. Bài này chúng ta sẽ đi theo thứ tự là dạo nhạc 1 2 3 4 5 rồi sau đó dạo nhạc ở giữa rồi chúng ta sẽ nhảy tiếp lại và nhảy. Như âm lại ở sau nữa là hết nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình.